Xin chào các bạn, đây là góc cẩm lai của mình đã được đào về 2 năm rồi. Anh em sưu tầm Đi lấy cỏ loại rồi. cây quý hiếm này thì xin liên hệ nhé. Đó là danh sách đen cẩm lai cẩm tỷ. Các bạn đừng nghe gỗ nấm bột chưa, loại này rất là nhiều. Mình đào về nhưng mà mình trồng vô giữa đám cà phê lâu lắm rồi, giờ ra tược rất là càng nhiều luôn. Anh em cần mua thì liên hệ nhé, mình sẽ để số điện thoại ở dưới phần mô tả. Mình ở Đắk Lắk, hiện cư Mường Nga, mình nhà mình còn rất là nhiều cây. Anh em cần thì cứ inbox cho mình sẽ gửi ảnh Zalo. Cái này cao số 10 các bạn ạ. Hoành gốc khoảng 45 50. Những cái thằng thằng lên thế này thì tầm 30